Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với chương trình chia sẻ kiến thức về thực phẩm bổ sung 100% chính hãng và uy tín tại Gen Z Nutrition, cửa hàng kinh doanh thực phẩm bổ sung 100% chính hãng với sự tư vấn cực kỳ uy tín tại địa chỉ số 77 Dương Văn Cam, phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức. Và hôm nay Gen Z Nutrition sẽ cùng chia sẻ với mọi người một sản phẩm rất là hot, rất là đặc biệt, rất là cao cấp mà cực kỳ tiện lợi, đã gây sốt rất là nhiều trong cái thời gian qua. Đó không khác, đó chính là MRE RTD. Tức là gì? Bữa ăn thay thế tiện lợi, vặn nắp là thưởng thức ngay. Tôi sẽ cho các bạn xem. Thì RTD là một sản phẩm mà sẽ là xu hướng, cũng như là nó rất là phù hợp với lối sống hiện nay của hầu hết tất cả chúng ta. Tại vì sao? Ở trong cuộc sống đôi khi không phải ai cũng có thời gian để mà mình có thể pha bột. Thì trong một số cái tình huống thì những cái dạng sữa đóng chai như thế này sẽ rất là tiện lợi cho cái việc, ví dụ như mình đi du lịch, mình đi chơi, mình đi làm, mình đi học, thì mình chỉ cần lấy một chai ở trong tủ lạnh của mình, mở vô cái túi và sau đó là đem đi học, đem đi làm, để có thể cung cấp cho mình được một bữa ăn dinh dưỡng, một cái bình protein shake thật là thơm ngon, thật là bổ dưỡng và thật là tốt để cơ bắp của mình được phát triển, tăng cơ, giảm mỡ nhanh chóng và tiện lợi. Thì Luân sẽ nói về cái MRE RTD này, chia sẻ cho mọi người xem là nó có gì đặc biệt để mà nó rất là hot và nó rất là cao cấp luôn nha mọi người. Giá của một cái MRE RTD này cũng thật sự là rất là phải nói là cao cấp, cho nên cái giá tiền của nó cũng không có hề rẻ một chút nào đó, nhưng mà nó rất đáng để chúng ta sử dụng, và nếu có điều kiện thì nó rất đáng để có thể sở hữu ở trong tủ lạnh của các bạn, hay là để có thể dùng trong cái gì các bạn đi chơi du lịch. Rồi thì bây giờ Luân sẽ chia sẻ là ở trong MRE RTD này nó chứa cái gì. Thì trước tiên là ngay ở trên hộp là các bạn thấy là nó ghi rõ là 40g protein, 40g protein ở trong một hộp như thế này. Một hộp như thế này thì người ta phân là dùng, có thể dùng được hai lần, đó là mình mỗi lần mình dùng nửa hộp. Mà ví dụ như Luân là một người cũng khá là to con mà rồi cũng rất là thích gọi là xây dựng cơ bắp và có được một cái lượng protein cho cơ bắp. Tại vì các bạn biết đó, protein là nguyên liệu chính lớn nhất để xây dựng và phát triển cơ bắp, thì Luân sẽ dùng hẳn nguyên chai luôn, 40g. Thì một cái chai này nó có thể tích là 500ml. Đó, thể tích nó là 500ml và một chai như vậy nó cho 230 calorie. Đó, 230 calorie thì chưa đến từ 40g protein. Và điều đặc biệt của cái MRE RTD này đó là cái protein của nó có một cái sự đặc biệt. Nó không đến từ sữa. Đó, nó không đến từ sữa bò. Nó làm dạng nước, dạng lỏng nhưng mà nó không đến từ sữa bò. Và cái protein của nó các bạn sẽ cảm thấy rất là bất ngờ khi mà Luân tiết lộ cho các bạn 40g protein này nó đến từ những cái nguồn thành phần nào. Đó. Thì 40g này, đây là cái thương hiệu Redcon One, một cái thương hiệu thực phẩm bổ sung cực kỳ uy tín tại Hoa Kỳ, vì chất lượng sản phẩm mà họ tạo ra tốt đến nỗi mà được cả quân đội Hoa Kỳ tin dùng và sử dụng trong cái lực lượng của họ, để mà có thể cung cấp được một cái nguồn dinh dưỡng tốt cho cái lực lượng của họ tập luyện cũng như là xây dựng thể chất và phát triển sức khỏe. Thì 40g protein của một MRE này mấy bạn chỉ cần vặn nắp ra là uống nha, tất cả đã sẵn sàng rồi, chỉ cần shake lên, vặn nắp và uống thôi. Mùi vị thì nó đang có hai mùi, đó là mùi blueberry, là mùi Việt Quốc, và mùi dâu. Rất là ngon, rất là ngon các bạn, và nó rất là cao cấp, rất là tiện lợi. Các bạn hãy tưởng tượng, ví dụ như mình bỏ cái này đó, mình bỏ vô túi đó, mình chỉ cần bỏ vô túi thôi là mình có thể đi bất cứ đâu, khi mình đói mà chơi thể thao xong mình lấy ra vặn nắp và uống, rất là tiện lợi. Thì 40g protein này các bạn đã sẵn sàng để Luân chia sẻ là nó đến từ đâu chưa? Ok, một hộp như vậy nó sẽ chứa 40g protein, 3g chất béo và 3g tinh bột. Nó đặc biệt là còn chứa 1g chất xơ đó nha các bạn. Tại sao? Thì ở trong đây á, thành phần protein của nó đến từ những nguồn sau đây: thịt bò nạc tinh khiết, đến từ beef protein isolate, nó đến từ nguồn tiên từ thịt bò tinh khiết, tức là đã lọc qua gân, qua mỡ, qua những cái gọi là chất béo hay những cái cholesterol ở trong thịt bò. Đó, nó đã lọc được thành, nó giữ là những cái thành phần protein tinh khiết nhất, tinh túy nhất, cao cấp nhất và chất lượng nhất để cho cơ thể của mình, cho cơ bắp của mình, đến từ beef protein isolate là một. Cái thứ hai là đến từ đậu Hà Lan protein. Đậu Hà Lan là thực vật. Để trong đây nó vừa có protein từ thịt bò là động vật, chứa các amino acid thiết yếu, nó lại có thêm cái thành phần protein từ đậu Hà Lan, cho nên nó sẽ rất là tốt để cho chúng ta một cái nguồn protein đa dạng đến từ nhiều cái thực phẩm tự nhiên khác nhau. Và trong đây 100% là thực phẩm tự nhiên. Đó, thực phẩm tự nhiên họ làm ra, họ sản xuất ra, với những công nghệ hiện đại của mình họ đã làm ra được cái sản phẩm này.
rất là hay luôn mọi người. Cho nên bây giờ mới thấy là khi xã hội càng phát triển thì có những sản phẩm ngày càng cao cấp, ngày càng tiện lợi và ngày càng bổ dưỡng cho cơ thể của mình để được ra đời. Làm sao các bạn có thể là bổ sung nhanh chóng và tiện lợi được một cách 40g protein cho con mắt mình phát triển? Đó là một bài toán rất khó. Một tô phở, một tô bún, một hộp xôi hay là một dĩa cơm, điều đó không khó để chúng ta có thể bắt đầu ăn ngay bây giờ, nhưng nó sẽ rất khó để bạn kiểm soát được lượng calo nằm vào cơ thể. Nếu như bạn đang ăn kiêng, bạn cần nạp 2000 calo một ngày nhưng vẫn phải đảm bảo được tỷ lệ protein luôn, ví dụ là 100g. Làm sao bạn kiểm soát được chuyện đó? Làm sao bạn kiểm soát được chuyện đó? Bạn nạp 40g protein nhưng làm sao để bạn khống chế được những chất khác để mày không có bị thừa chất mà mình vẫn đủ protein như mình mong muốn, mình đạt được cái mục tiêu ví dụ là tăng cơ giảm mỡ của mình. Đúng không mọi người? Thì protein nó đã sinh ra cái thực phẩm bổ sung để nó giúp cho chúng ta đạt được cái điều đó một cách hiệu quả, tiện lợi và tối ưu hơn. Thì 40g này đến từ thịt bò tinh khiết, đậu Hà Lan, gạo lứt. Đó, gạo nâu nha mọi người, là rất cái một cái nguồn protein rất là tốt, đến từ thực vật nữa, và cuối cùng là lòng trắng trứng. Đó, bốn cái một nguồn protein nó tạo ra một cái sản phẩm Mare RTD này. Mùi vị cực kỳ ngon, mở nắp ra là uống. Các bạn sẽ có ngay 40g protein cao cấp đến từ thịt bò tinh khiết, đậu Hà Lan, gạo lứt, gạo nâu đó, và lòng trắng trứng để phát triển cơ, săn chắc cơ, bổ sung năng lượng và có thể dùng như một bữa ăn tiện lợi, bổ dưỡng, ngon và rất là cao cấp. Và 100% những sản phẩm tại CNZ Nutrition là một hàng chính hãng. Và cái sản phẩm này nó đến từ Mỹ, USA, một quốc gia với cái tiêu chuẩn về thực phẩm rất là cao. Và khi chúng ta có nhu cầu về chăm sóc sức khỏe, bổ sung protein vào cái thực đơn ăn kiêng của các bạn, hay là các bạn đang muốn tăng cơ, giảm mỡ, muốn kiểm soát được lượng calorie, thì Mare RTD sẽ là một cái giải pháp rất là tuyệt vời để các bạn có thể lựa chọn cho những ngày bận rộn, cho những lúc không có thời gian để có thể chuẩn bị được một bữa ăn, hay là cần nạp protein nhanh chóng, hay là đi du lịch mà vẫn không muốn bị mất cơ, vẫn giữ được cơ, vẫn phát triển được cơ, và có thể dùng cho trẻ nhỏ được luôn, người lớn vẫn được, nhưng cái khẩu phần, cái liều lượng có thể ít lại, vì không phải lúc nào chúng ta cũng thể ăn uống nhai nuốt như bình thường, nó không phải là không có thời gian, hoặc thời gian chuẩn bị, thời gian ăn uống và thời gian đi chợ. Đó là lý do tại sao mà Mare RTD sẽ là một giải pháp tuyệt vời để giúp cho các bạn đạt được điều đó. Và các bạn có thể uống Mare RTD vào bất kỳ lúc nào các bạn cần bổ sung protein, mới sáng ngủ dậy, trước buổi tập, sau khi tập, trước khi đi ngủ, bất cứ thời điểm nào, anytime, bất cứ nơi đâu, chỉ cần bỏ vào túi, vặn nắp và thưởng thức. À, một cách bảo quản RTD thì các bạn có thể bỏ vào tủ lạnh. Nếu mà các bạn thích uống lạnh thì bạn bỏ vào tủ lạnh. Đó, thì luôn để vậy thôi, thật ra để ở ngoài thì vẫn bình thường thôi mọi người. Nhưng mà luôn hết để tủ lạnh để cho ví dụ như có nhiều khách hàng họ muốn tới đây họ trải nghiệm thử RTD. Tại Genesis Nutrition thì khui ra uống luôn, thưởng thức luôn, cái vị lạnh nó sẽ rất là ngon. Uống lạnh thì nó sẽ ngon hơn. Và nếu mà mọi người đã vặn nắp rồi thì mình cũng nên bỏ vào tủ lạnh để mình bảo quản, vặn nắp mình uống chưa hết á. Mình bỏ tủ lạnh để bảo quản nó không có bị hư thôi mọi người ha. Còn khi mà mình chưa có mở nắp, chưa có uống thì mình bỏ ngoài thì vẫn bình thường, không sao. Đừng có bỏ những cái nơi nóng quá là được, ví dụ như đừng bỏ cốp xe lâu quá thì nó không tốt. Đó là luôn chia sẻ với mọi người là như vậy. Cảm ơn mọi người vì đã xem video, và nếu mọi người muốn sở hữu Mare RTD chính hãng 100% cao cấp và nhận được sự tư vấn uy tín, mọi người hãy đến với Gen Z Nutrition tại địa chỉ 77 Dương Văn Cam, phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức, rất là gần chợ Thủ Đức luôn. Tại đây sẽ có tất cả những gì mà mọi người cần để chinh phục một sức khỏe hoàn hảo và một body đẹp như mọi người mong muốn, tăng cơ, giảm mỡ, giảm cân, giảm mỡ, tăng cân, tăng cơ, tất cả sẽ được Gen Z Nutrition giúp cho mọi người với những kiến thức thực phẩm bổ sung chính hãng và sự tư vấn uy tín. Cảm ơn mọi người và hãy like video này, subscribe kênh YouTube vì Gen Z Nutrition sẽ sản xuất ra rất nhiều những video chia sẻ kiến thức thực phẩm bổ sung uy tín đến cho mọi người, chia sẻ về những kiến thức tập luyện hiệu quả đến cho mọi người để mọi người nhanh chóng đạt được cái mục tiêu về hình thể và sức khỏe của mình. Cảm ơn mọi người và hãy để lại comment nếu mọi người có bất kỳ thắc mắc nào. Xin chào và hẹn gặp lại.